Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 tháng trước, chúng tôi đã phát sóng chương trình về ước mơ của một người đàn ông khuyết tật, anh Phạm Văn Thái ở tổ 5 phường Sông Hiến. Anh ước mơ có một gian hàng nhỏ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Biết được hoàn cảnh và ước mơ của anh, chúng tôi đã thực hiện chương trình, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Và đến nay, ước mơ của anh Phạm Văn Thái đã trở thành hiện thực. Anh đã có một gian hàng nhỏ. Thực hiện được ước mơ của mình, anh Phạm Văn Thái đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự hỗ trợ của rất nhiều người. Hôm nay, ước mơ của Phạm Văn Thái đã trở thành hiện thực. Một ước mơ đối với anh, nó quá to lớn và không thể thực hiện. Sau khi chuyên mục Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng phát sóng, Thái đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm và bạn bè gần 100 triệu đồng. Số tiền đó, Thái đã xây dựng được một cửa hàng nhỏ phía ngoài ngôi nhà anh đang sống để bán đặc sản Cao Bằng, vừa là để có thêm thu nhập, cũng là niềm vui đối với người khuyết tật vận động như Thái. Tôi hôm nay cảm thấy rất là vui mừng khi đã đạt được ước mơ. Các bạn đã giúp tôi có một cửa hàng và chương trình Thắp Sáng Niềm Tin đã làm cho tôi cảm thấy rất là vui. Hiện tại bây giờ cảm thấy rất là xúc động. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn bên chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Trở lại câu chuyện cũ và những hình ảnh này chúng tôi ghi khi thực hiện chương trình để vận động kinh phí cho Phạm Văn Thái mở cửa hàng. Thái chỉ còn một bên tay cử động được, nhưng cũng rất yếu. Hàng ngày anh vẫn cố gắng tập luyện với hy vọng sẽ cải thiện hơn. Còn đôi chân của anh đã vĩnh viễn không còn cử động được, cơ bắp đã teo và sơ cứng. Sau cú sốc về bệnh tật và gia đình tan vỡ, Thái đã tự sốc lại tinh thần bằng chính nghị lực của bản thân anh. 13 năm rời xa cuộc sống của một người khỏe mạnh, 13 năm anh chỉ ngồi trên giường. Cũng gần ấy năm, anh cố gắng cả về sức lực và tinh thần để đón nhận và vượt qua cuộc sống mới đầy trắc trở, chông gai ở phía trước. Phạm Văn Thái là người khuyết tật về cơ thể, nhưng anh không bị khuyết tật về tâm hồn. Có lẽ vì thế, anh luôn dồn nén được cảm xúc tiêu cực để vươn tới một cuộc sống bình yên và biết chấp nhận mọi khó khăn. Và đó là câu chuyện cũ, còn hôm nay đã khác. Hôm nay không chỉ Thái vui mà tất cả bạn bè, những người giúp đỡ, ủng hộ anh cùng chung niềm vui đó. Bởi ước mơ ấp ủ bấy lâu, nay đã được thực hiện. Và hôm nay, trong buổi khai trương cửa hàng thực sự ấm cúng, ngoài chính quyền địa phương đến chúc mừng, còn có cả chính những người bạn cùng cảnh như Thái. Họ là những người khuyết tật đang sinh hoạt trong câu lạc bộ kết nối trái tim người khuyết tật Cao Bằng đã đến chúc mừng và hỗ trợ Thái bán hàng. Bản thân em thì cũng là người khuyết tật cho nên là cũng hiểu được cái cảm nhận mình cần cái gì, cho nên là cũng muốn làm cái gì đó giúp cho bạn ấy để gọi là cùng đồng cảm với nhau, chia sẻ lẫn nhau. Họ là những người bạn, là những người cùng cảnh. Họ giúp đỡ nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn. Ngoài những người cùng khuyết tật, bên cạnh Thái còn có những người bạn thân thiết từ ngày học phổ thông. Bạn luôn có mặt khi Thái cần, như đôi tay, đôi chân của Thái giúp đỡ bạn. Trong số đó có Đàm Văn Phong, người bạn luôn giúp đỡ Thái vô điều kiện. Cũng do tình cảm giữa bạn bè cùng học với nhau, cũng cách đây đã vào 17 năm. Tình cảm bạn bè thì cũng đã là lâu rồi. Thì bạn Thái thì cũng đột ngột là bị tai biến, bây giờ bạn liệt tứ chi. Thì cuộc sống của bạn thì vận động đi lại rất là khó khăn. Thì thôi, cũng tình cảm bạn bè thì
bạn có nhu cầu cần giúp đỡ gì đấy thì em đến giúp đỡ bạn đấy. Trong cái việc đi lại và cái sinh hoạt hàng ngày thì cái bạn đấy thì cũng khác tự lo được một số. Còn một số khác thì cái bạn đấy không làm được cái gì thì em gọi em thì em sang giúp đỡ bạn đấy thôi ạ. Trách nhiệm thì cũng là một đằng ạ. Chứ còn tình cảm là lên hàng đầu chứ ạ. Chứ còn cuộc sống thì bạn ấy thì không được may mắn. Để thực hiện được ước mơ, Phạm Văn Thái đã nhận được sự động viên của rất nhiều người, trong đó có cả những người chỉ là bạn trên mạng xã hội. Nhưng họ có một tình thương và khâm phục nghị lực của anh. Họ đã đến và chia sẻ. Thì được biết anh Thái là một người khuyết tật nhưng mà rất có nghị lực trong cuộc sống. Anh Thái thì ước mơ có một cửa hàng tạp hóa nhỏ để tăng thêm thu nhập cho bản thân và có ích cho xã hội. Thì hôm nay anh Thái đã thực hiện được ước mơ của mình, đã có một cửa hàng rất là khang trang, gọn gàng và mọi người trong tổ khu phố, trong phường và bạn bè của anh trong hội người khuyết tật đã đến ủng hộ. Và những mặt hàng của anh ấy bán thì rất là phù hợp với lại người tiêu dùng như là đặc sản của Cao Bằng và có một số đồ ăn nhẹ. Thế nên là em nghĩ là cửa hàng sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp mà rất là nhiều cho người dân và xã hội ạ. Không chỉ những người bạn chia sẻ, giúp đỡ Thái mà chính quyền địa phương, tổ dân phố cũng luôn ủng hộ và động viên Thái để có thêm nghị lực vượt lên chính mình. Và với những cố gắng của Phạm Văn Thái, anh luôn nhận được tình cảm đặc biệt của mọi người. Bản thân cháu thì rất là có nghị lực, đã vươn lên chính mình. Thì trong quá trình chục năm ấy, tới đây thì cháu cũng cố gắng vận động rồi là để tự bản thân mình tất cả những cái công việc riêng của mình ấy để cháu tự làm được để đỡ vất vả đến gia đình bố mẹ. Thế còn cái ước mơ của cháu ấy thì tôi là người hàng xóm thôi nhưng nhiều khi sang chơi với cháu thì cháu cũng tâm sự bản thân cháu là cũng muốn là tự bản thân mình tự chính vươn lên chính mình thì là cháu cũng muốn là có một cái mặt hàng gì nhỏ nhỏ để cháu bán vừa là cái tinh thần thoải mái, cái thứ hai là cũng tăng thêm cái thu nhập giúp đỡ cho gia đình và nói phần đấy. Thế thì vừa rồi thì cái chương trình Cao Bằng có đến đài truyền hình Cao Bằng có đến làm chương trình thắp sáng niềm tin, thì cũng qua cái chương trình đấy thì cái sự lan tỏa rất là rộng đến toàn thể các bạn bè của Thái, những người xa họ không biết bản thân của Thái có hoàn cảnh như vậy thì là cũng biết tin nó tạo điều kiện cũng ủng hộ giúp đỡ Thái và bà con khu phố rồi cộng đồng bạn bè anh em thân hữu gia đình người thân tất cả nói chung là cũng rất là thương hoàn cảnh của Thái và mỗi người của góp gió thành bão thì là cũng tạo điều kiện cho Thái đến giờ phút này thì Thái có một cái cửa hàng nho nhỏ để bán những cái mặt hàng đặc sản của Cao Bằng. Người khuyết tật họ không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống mà họ luôn mặc cảm bởi không may mắn. Để xóa đi mặc cảm ấy phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, hành động thiết thực của chúng ta dành cho họ. Phạm Văn Thái thực hiện được ước mơ của mình cũng chính nhờ sự động viên, giúp đỡ của cộng đồng. Điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với anh mà nó còn là ý nghĩa nhân văn của câu chuyện tử tế luôn hiện hữu giữa cuộc đời này.